còn mẹ còn mời chưa thì mời không ngon hết. Em chống được trước nhé, mời sau. Em chống. Lên. Nhiều em mồi 3 sao có lập công không? Lại tụt. Ô, chết rồi nhá, tưởng tụt. Có người đang xem clip của Khánh Ninh. Em bồi này em vừa nãy đánh được ở cơ em ở cái xoan. Đổi ra đổi mồi luôn. Để xem clip của Khánh Linh nhé. Đây rồi, hàng đang sang đẹp. Phần 1 đẹp, phần 2 hơi vướng cây.